Hai, xin chào cả nhà. Thì sau lưng mình là một tòa chung cư cao cấp mặt biển vỏ nguyên giáp, sở hữu sổ hồng lâu dài của từng căn. Thì mình sẽ giới thiệu cho quý anh chị những cái sản phẩm với cái vị trí hiếm có và sở hữu lâu dài ngay tại bãi biển Đà Nẵng nhé. Cùng mình đi khám phá căn chung cư 2 phòng ngủ lên đến 64m². Đây mọi người có thể thấy là trục đường vỏ nguyên giáp nhưng mà đa phần là khách sạn. Và chỉ có tòa nhà A La Carte này là một trong những căn hộ chung cư cao cấp sở hữu sổ hồng lâu dài. Và ngay trước mặt là một bãi biển rất là đẹp và trung tâm của thành phố Đà Nẵng, để cho quý anh chị có thể tham khảo mua đầu tư hay là mua để ở và sở hữu những cái căn hộ mặt biển. Thì nó luôn có một cái giá trị rất là riêng, và giá trị ở đây là giá trị khi mà anh chị chỉ cần bước xuống ngay dưới sảnh tòa nhà và vài bước chân là mình có thể ra ngay bờ biển nhé anh chị. Đấy, chúng ta có thể đi ra biển rất là gần. Và căn chung cư này á thì hiện tại diện tích lên đến 64m², có 2 phòng ngủ, có 2 nhà vệ sinh khép kín. Đấy, vâng, mình đang đi bộ từ phía biển vào thì chắc thì biển Đà Nẵng thì rất là đẹp. Cho nên quý anh chị có thể liên hệ mình để sở hữu ngay căn hộ mặt biển Đà Nẵng. Ngoài ra thì cũng có những căn một phòng ngủ hay là những căn view biển, nhưng mà giá trị những căn view biển thì khách hàng ở đây người ta lại không có bán và người ta không có chuyển nhượng lại. Thì quý anh chị cứ tham khảo và liên hệ mình theo số điện thoại hoặc là kết nối với mình qua tin nhắn nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại.